Rồi, bà này phải keo nữa. Anh trai thuộc bài gì? Có hát không? Bài mà anh trai thôi lên là tiếng xấu. À, cái tì bà Hạnh hả? Mày lâu quá không hát không nhớ. Lạ này, bến cầm cầm dương thì điểm khuya nhân dân. Sao lại tiếng tì bà dân 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 như khúc nhạc như trường chặt là người của trường án ở nọ kì quay xa khơi nhanh nhau luôn thì nhỏ anh lấy thuyền hãy cho thuyền ta cặp sát thuyền kia để cho diễn kiến giấc như sư tạm đồng nghề tôi xin hỏi câu chữ nào đạt tì bà tôi xin hỏi cao chứ nào đàn tì bà thế chứ phụ đàn phải chăng có thể cho được gặp mặt thỏ lòng ngưỡng mộ chứ kính chào thiên sinh chào cô các chân hồng hát của bên trái thì mời cô ngồi xin các vị đừng cười ngón đàn của tôi kém lắm có lẽ làm bận tay các vị rồi chẳng xin mời cô nương tự nhiên ngồi xuống ngón đàn của cô nương tuyệt tuyệt nay đàn đến cũng ngạc tiên nhẹ giọng nói của cô nương thì vừa giữ cung mà người ở chỗ này mà giống người ở trường sao lại ở nơi này tiếng sinh hội thì tuổi sinh dân tôi là người của chốn trường án thơ noa cầm kỳ thi quả không phải chỉ biết sơ qua mà lại là sống nghiệp trăm ca khắp chốn cùng không ai dám đem lòng kính thầy còn tôi làm một ca kỹ về chiều không đường lựa chọn nên phải lang thang nơi cuối bài viên gần
thời gian đã giết mòn cổ ngọc của một trái. Đành chấp nhận cho tôi được gì. Để thắp cho anh em phải 1, 2, 3, 4 em. Để gọi là
thật vô cùng cảm kích. Thưa tiên sinh, rời khỏi trường an nay cao ngộ người mang chúng tâm sự, chúng hết tâm tư nhạc khoáng trầm bông khúc khê cao rồi đến lục mới đó rồi là một khúc nhạc hay.